gian xài hàng Việt Nam. Đây anh. Không có biển số xe anh đâu. Không biết, ngồi trước để quay view cho đẹp này. Đây có một vị khách mời. Anh em đang đi hành trình đi bắt ngao sò ốc hến. Đủ ma thiên nhiên cả. Nó trắng mà. Nó màu trắng. Cua này. Cua này to lắm mà. Đủ bắn ngâm vậy mát đấy. Mò. Ăn ngon chứ có đây đấy. Mấy con rồi? 4 con rồi. Quan sát ở đây dính trắng thịt luôn, khốn nạn nhở. Ra sao ta? Ok go. Một từ đá đào để xem nào. Có bắt được chưa? Thấy không? Cười nào. Sướng không? Đây chưa? Nè, lù nó to quá. Sâu lắm. Đây. Hả? Đeo thấy. Có tay không? Đút cái gì vào cho nó cho. Đi. Cẩn thận đi. Quay con nữa. Mẹ, khổ gì chưa? Giảm này. Giảm chật nhất. Cô con Nga chết à? Khó nhìn nhờ, đây đúng không? Ừ. Trà sứ như cục đất đấy. Ừ. Ăn rồi. Làm bữa cấy này. Úp cái rổ này em con cua nó bò ra bây giờ không biết đi muối. Ừ. Tôi chắc ăn nhiều.
giá trị đất bên kia. Không chắc lắm á, con này chắc lắm. Ui ui Phi ơi. À! Mà. Gạch của gạch. Mất một càng rồi nhưng mà vẫn ngon. Mình nhờ à, công hả? Nỗ mà nó có nốt chân là toàn đúng không? À, ăn xạ, ăn sang trái á. Đây. Đấy. Cái gọng mà. Ồ, cái kia đâu, xô đâu? Ui, xô kia. Úp phát xong rồi. Bỏ ít néo. Ừ. Cho mình bắt con trải nghiệm đi. Đâu á? Bắt được rồi kìa. Đâu, bắt cái kia này. Bắt cái kia này. Đi 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 đi. Hoài rồi cầm ấy nhá bà. Con này sống rồi. Con này đẹp ấy. Con này to hơn con kia. To, con này to. Con này đẹp. Con này đẹp ấy. Lắp lại. Lắp lại xíu. Con này chết ở xuống. Lắp lại xíu. Mày xách xô này không? Xách xô đi. Mình xách xô đi. Xách đi. Xách. Nư nhé cả nhà nhé. Ngon chưa? Vào trong đoạn trong điện chứ à? Đào há nó khí. Đấy, nó quay một đoạn video. Ăn luôn hả? Ăn tươi luôn hả? Ui, ngon thế. Ui. Hả? Đi tuệ. Ui. Ăn đi. Hả? Ừ. À, ngọt thế. Ui. Ui. Cái này là sáng mai mà đi ra sớm ấy, mang cái khò gà ra. Ờ. Làm mất canh nhờ. Cứ vừa ấy vừa khò, khò gà. Bê về. Ui, cái này mẹ nấu canh ngon lắm nhỉ. Phí nhỉ. Ừ. Trên xe con 30.000 con đấy, đi tuệ. Thư này. Ăn sống luôn. Thì ăn sống nó tươi thì nó mình con đá nó không có thứ vào. Nó tí cám chứ không có cái gì, nó ăn cái gì đâu. Ngọt lắm. Ăn như kiểu nào. Vậy thì bán được con nữa ăn à? Trứng đầu trứng đuôi. Mua mà tươi được về nhà làm gỏi. Ừ. Ngon. Đây quay vào đây này. Nhảy nha. Sống bắt tại đây nhá. Tại ăn luôn. Luôn đấy. Ừ. Ngọt. Lấy tiền để đâu cho hết tiền. Để chú hiểu đi. Ngọt dã man luôn. Ừ. Ngọt cực kỳ luôn. Rau thơm, rau thúng mà và là cái gì rau chuối, rau thúng nữa vào là chanh thúng là yêu là chơi đấy. Đấy luôn. Nhờ. Cắt cái đầu gai đi nè. Ngon.
bắt này. Trời. Chưa gì mà. Chưa ấy đấy. Ăn được gì đấy. Làm sĩ này hắn ụp phát trong dưới kia thôi mà ăn xong rồi. Hai nhà, ba anh em tôi đang bắt một cua. Cua này 2 ký. Có cái thuở ngay đây, có cua đang này nhá mọi người. Ui, siêu phẩm. Con này thì nó đực càng to nhờ. Con này xuất được ý. Má ơi cái càng gì. Đái. Con cua đực. Đực càng to. Đâm nhờ. Tuyệt vời. Ngon lành. Yeah. Hôm nay thành quả của bọn em được 1 triệu tiền mua 140 mấy người coi. Bỏ ít né nữa. Đâu thả vào đi. Cứ đi né đi không nó cắn. Nhất đây. Con này mới ngon nhất này. Né đây này. Vứt ra đó. Chào các bạn nha. Giờ hôm nay về quê thì thôi chẳng biết sẽ có gì vui không thì thôi đi ra ngoài đồng ngoài bãi quay cho các bạn xem đi cắn còn nhanh hơn con chó luôn. Nó lao nó cắn mình như con như chó cắn á. Này, đây hai phát hai tay luôn, ok. Ngoài chưa cắn vào. Chà, cố nạn gì. À, mất dép luôn. Đủ má nó nhanh nhờ. Nhanh dư. Tí ta bị phập. Má này rõ ràng nhá, bùn nó đắp một phát nên nạt nó cái càng bên. Đi ra tao rồi đánh. Sạch chứ, ở đấy là sạch rồi gì nữa. Hả?